Lại thêm một thương hiệu nữa đến từ Trung Quốc thể hiện quyết tâm kiếm chỗ đứng trên thị trường smartphone Việt Nam đầy tiềm năng, đó là Sony. Hãng sản xuất này đã tổ chức một sự kiện hoành tráng tại Thành phố Hồ Chí Minh cách đây không lâu để giới thiệu siêu phẩm mới nhất của họ có tên là Sony E-Line E7, được coi là một sản phẩm chiến lược của Sony nhằm đánh vào phân khúc giá dưới 10 triệu đồng. Và dĩ nhiên, những gì mà Sony trang bị cho E-Line E7 là hoàn toàn không thua kém các sản phẩm cao cấp của hãng khác với mức giá cao ngất ngưởng. Và chúng ta hãy cùng nhau phân tích kỹ hơn để hiểu vì sao Sony lại tự tin vào sản phẩm này như vậy. E-Line E7 hay còn gọi là E7 theo phiên âm tiếng Việt có thiết kế khá lạ mắt, dù khi mổ xẻ từng chi tiết chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy có ít nhiều điểm tương đồng với các sản phẩm smartphone cao cấp trên thị trường. Ở mặt trước, E7 có nhiều nét tương đồng với các sản phẩm Sky của Pentax, dòng sản phẩm sắp được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Máy có một viền màn hình khá mỏng, mang lại một kích thước máy không quá cồng kềnh dù sở hữu một màn hình lớn. Với các vị trí của đèn LED thông báo, loa thoại và camera trước ở phía trên cùng với các phím cảm ứng chức năng ở phía dưới. Mặt sau làm chúng ta liên tưởng đến flagship của Nokia là Lumia 1520 với một mic phụ, phần camera lồi ra và đèn flash LED. Các cạnh viền có lẽ là phần đặc biệt nhất về thiết kế của E7. Hai cạnh bên được bo tròn ở phía trên và phía dưới với lần lượt là phím tăng giảm âm lượng và khe cắm SIM được đặt ở cạnh phải và cạnh trái của máy. Cạnh dưới là cổng sạc micro USB nằm giữa hai loa ngoài, tuy nhiên một bên loa là giả. Xu hướng thiết kế này đang được áp dụng trên rất nhiều sản phẩm hiện nay. Cạnh trên là lỗ cắm tai nghe chuẩn 3.5mm và phím nguồn. Đây có lẽ là một điểm khá bất tiện khi sử dụng do thân máy với màn hình lớn lên đến 5.5 inch thì việc bấm phím bằng một tay là thực sự khó khăn. Tuy nhiên, bằng nhiều tính năng ưu việt, chắc chắn chúng ta sẽ không phải dùng đến phím nguồn này. Về thiết kế, nhìn chung là không có gì nổi bật ngoài việc các cạnh của máy được thiết kế cách điệu ấn tượng và máy có tùy biến đến 7 màu sắc sặc sỡ đúng với cái tên của nó. Đây có thể coi là thế mạnh đầu tiên của Sony E7 với kích thước của một flagship là 5.5 inch, có độ phân giải Full HD 1920x1080px 400 ppi, được bao phủ bởi một lớp kính cường lực vững chắc là Gorilla Glass 3 và sử dụng công nghệ LGPS hoàn toàn mới đến từ Nhật Bản, cho hình ảnh hiển thị sắc nét với độ sáng và độ tương phản cao trong các bài test như xem phim HD hay chơi game với đồ họa đa dạng. Góc nhìn của sản phẩm cũng là khía cạnh về hiển thị mà Sony đã rất chú trọng trên E7. Đặc biệt, phần cạnh viền siêu mỏng chỉ với 2.33mm cũng giúp chúng ta có những trải nghiệm tối đa hơn so với tổng tiết diện mặt trước của máy. Kèm theo đó là giao diện Amigo được tùy biến dựa theo nền tảng hệ điều hành Android 4.2 Jelly Bean, cho giao diện hiển thị rất sống động, màu sắc đẹp mắt cùng nhiều tùy biến các cửa sổ tiện ích, không thua kém gì ColorOS của Oppo. Ngoài ra, giao diện Amigo này còn được tích hợp thêm tính năng Ghost Mode giúp chúng ta bảo mật các dữ liệu riêng tư một cách tốt hơn. Màn hình chủ sẽ là nơi tập hợp của tất cả các icon tính năng và ứng dụng của máy, chứ không phải nằm trong một mục menu riêng biệt. Cái cách mà giao diện này xóa các ứng dụng chạy ngầm cũng làm chúng ta liên tưởng đến việc xóa ứng dụng chạy ngầm trên iOS 7 của Apple. Có thể nói, Sony E7 là một thiết bị có màn hình đẹp. Với phân khúc giá như thế này thì thật khó để có sản phẩm nào đảm bảo được các yếu tố về màn hình toàn diện như trên E7, bao gồm có màn hình lớn, độ phân giải cao, giao diện tiện lợi và công nghệ hiển thị tiên tiến. Theo như câu slogan của Sony áp dụng cho riêng sản phẩm E7 là Made for Shooting, có thể khẳng định thế mạnh lớn nhất mà Sony muốn tập trung cho sản phẩm này là camera. Cùng với đó là những thông số thực sự ấn tượng. Ở camera sau, E7 ấn tượng với cảm biến ảnh OmniVision mới lên đến 16MP, có kích thước là 1:2.3 inch và kích thước điểm ảnh là 1.34 micromet, tương đương với Crown Z1 của Sony. Cùng với đó là mặt kính sapphire che phủ, chống chảy vững chắc và lớp phim chống lóa tiến bộ. Trong buổi giới thiệu sản phẩm của mình, Sony đã công bố có đến hàng chục hãng sản xuất chi tiết phần cứng giúp họ tạo nên một cụm camera khổng như thế. Và thành quả thu được là nó cho ra những bức hình kể cả chụp trong điều kiện thiếu sáng, hết sức chi tiết, đẹp mắt và màu sắc trung thực. Cùng với camera trước với độ phân giải ảnh không tưởng, cảm biến ảnh lên đến 80MP để phục vụ tốt hơn những đối tượng khách hàng thích tự sướng. Với những ai đang quen với việc tự sướng bằng iPhone hoặc những sản phẩm có camera trước với độ phân giải thấp, có lẽ sẽ nhìn thấy ngay sự khác biệt nếu như thử trải nghiệm tự sướng bằng Sony E7. Không những thế, Sony còn trang bị cho E7 thêm nhiều tùy chỉnh và tính năng chỉnh sửa giúp cho bức ảnh chụp ra từ E7 đã đẹp nay là còn đẹp hơn, như các tính năng tự động làm đẹp với 12 cấp độ lựa chọn, các tính năng chụp ảnh phù hợp với điều kiện ngoài cảnh, các ứng dụng trang điểm tăng màu sắc làm bức ảnh hấp dẫn hơn hay xóa vật thể không mong muốn, vân vân, bằng phần mềm camera hiệu ứng. Ngoài ra, phần camera của Sony còn được trang bị một cửa sổ điều chỉnh khá chuyên nghiệp, trông rất giống một bàn DJ nhưng lại cho phép chúng ta tùy biến những thông số một cách chi tiết.
Duy chỉ có một điều là Sony đã không trang bị cho E7 một phím vật lý riêng biệt để cho tính năng camera trên E7 được chuyên nghiệp hơn. Nhưng những gì mà nó mang lại từ cụm camera này đã khiến cho chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa khi Sony tuyên bố E7 là một camera phone tốt nhất chạy Android tính đến thời điểm này. Trong ngày ra mắt E7 tại Việt Nam, để minh chứng cho sự trơ trội của mình, Sony đã mời đại diện của Qualcomm Snapdragon đến dự. Chỉ để khẳng định một điều, Sony và Qualcomm đã đi đến thỏa thuận đặc biệt áp dụng trên sản phẩm E7. Theo đó, E7 là sản phẩm smartphone đầu tiên được sử dụng con chip mới nhất của Qualcomm là MSM8974XC với lõi tứ và xung nhịp là 2.5GHz, được áp dụng trên phiên bản cao cấp hơn chúng ta đang có ở đây, cùng với bộ nhớ RAM 3GB và 32GB bộ nhớ trong. Còn đối với phiên bản này là con chip MSM8974 lõi tứ, xung nhịp là 2.2GHz, RAM 2GB và bộ nhớ trong là 16GB. Chỉ từ những thông số ấn tượng này thôi, chúng ta cũng hoàn toàn có thể khẳng định sức mạnh mà nó mang lại cho sản phẩm này là rất lớn. Kèm theo đó, Huawei Review đã có những bài test bằng các phần mềm như AnTuTu hay Velamo, thì E7 cho những điểm số đáng kinh ngạc, thậm chí còn vượt qua cả Galaxy S4, LG G2 hay HTC One. Và những trải nghiệm thông thường cho thấy, máy đảm bảo được tốc độ và sự phản hồi rất chính xác, chúng ta hoàn toàn không nhận thấy bất cứ sơ suất nào, thậm chí là khi chơi game liên tục và chơi game nặng. Kể cả là những trải nghiệm với video 4K trên E7 cũng cho chúng ta độ sắc nét hoàn hảo và tốc độ loát thực sự hài lòng. Sony E7 được trang bị một viên pin với công nghệ tiến bộ, công nghệ polymer cùng với dung lượng là 2500mAh. Dù sở hữu một dung lượng pin chỉ ở mức độ vừa phải, nhưng bằng việc sử dụng con chip mới nhất của Qualcomm với nhiều cải tiến, trong đó có cả cải tiến nhằm tiết kiệm năng lượng, Sony E7 qua những trải nghiệm ở mức của một người dùng ổn định cho thời gian sử dụng tối đa được hơn một ngày. Nhưng nếu các bạn khai thác thế mạnh về hiệu năng và màn hình của nó quá nhiều thì có lẽ chúng ta nên mang theo một viên pin dự phòng để đảm bảo không bị gián đoạn trong sử dụng. Chi tiết về sản phẩm mới ra mắt tại Việt Nam, Sony E7, sản phẩm được nhà sản xuất và chính những khách hàng sau khi trải nghiệm đánh giá là thiết bị chạy Android chụp ảnh đẹp nhất, hiệu năng cao nhất và mức giá dễ chịu nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu gạt bỏ đi được định kiến đối với các sản phẩm đến từ Trung Quốc, thực sự các bạn sẽ khó có thể bỏ qua sản phẩm này. Hãy có cái nhìn khách quan hơn trước khi lựa chọn cho mình một sản phẩm smartphone phù hợp.